Video mô phỏng Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng nhiều lực lượng Hai nước thuộc châu Á công bố các lệnh trừng phạt đối với cáo buộc buôn bán vũ khí Nga, Triều Nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia thú nhận lý do hành động Thủ tướng Hungary nêu lý do Nga sẽ không tấn công NATO Tên lửa Nga xuất kích phá hủy radar giám sát tầm xa MR-18 của Ukraine Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 5, chiến khu đông bộ của quân đội Trung Quốc đã tung ra một đoạn video 3D mô phỏng cuộc tấn công tên lửa có sự phối hợp của nhiều quân chủng nước này nhằm vào Đài Loan, Trung Quốc, đoạn video đăng lên mạng xã hội Weibo và cũng được nhiều báo đài Trung Quốc đăng lại cho thấy hàng loạt tên lửa được phóng từ đất liền, trên biển và trên không. Sau đó, mưa tên lửa trút xuống đảo Đài Loan gây ra các đám cháy. Đoạn video được đăng trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài 2 ngày xung quanh Đài Loan, gọi đây là sự trừng phạt đối với hành vi ly khai. Vài ngày sau khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin quân đội Trung Quốc đã triển khai các máy bay ném bom mang tên lửa thật để tiến hành các cuộc tấn công giả định vào ngày 24 tháng 5, ngày thứ hai của cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan. CCTV tường thuật các máy bay ném bom từ chiến khu đông bộ của quân đội Trung Quốc đã thiết lập một số đội hình tấn công ở vùng biển phía đông Đài Loan, thực hiện các cuộc tấn công giả định phối hợp với các tàu hải quân. Trước đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tung ra bộ áp phích các khí tài nhắm vào những kẻ ly khai chủ trương độc lập cho Đài Loan. Động thái diễn ra trong cùng ngày PLA bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn quanh đảo Đài Loan và các đảo do Đài Bắc kiểm soát. Trung Quốc xem đây là một đòn gian đe sau khi nhà lãnh đạo lại Thanh Đức có bài phát biểu nhậm chức khiến đại lục nổi đá vì cho rằng nó cổ xúy Đài Loan ly khai. Như để tăng thêm sức ép ngoài cuộc tập trận đang diễn ra, bộ tư lệnh chiến khu đồng bộ của PLA đã công bố một bộ áp phích có chủ đề sát thương xuyên eo biển. Theo thời báo Hoàn Cầu, Bộ Affix mô tả một số loại vũ khí của PLA gồm máy bay chiến đấu J-20, chiến đấu cơ J-16, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tuyếp 052D, tàu đổ bộ Tuyếp 071, tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-16A và hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa. Trên các bức tranh, người thiết kế còn sử dụng chữ Hán phồn thể, vốn được dùng ở Đài Loan và tiếng Anh như để gửi thông điệp đến Đài Loan cùng các nước bên ngoài một chuyên gia quân sự đề nghị không nêu tên ở Bắc Kinh nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng đây chỉ là một số vũ khí và thiết bị điển hình trong quá trình chuẩn bị quân sự nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo Reuters, Hàn Quốc và Nhật Bản đã công bố một loạt lệnh trừng phạt áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức và tàu liên quan đến cáo buộc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với 7 cá nhân Triều Tiên và 2 tàu Nga vì buôn bán vũ khí và các hoạt động khác giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng các tàu Nga đã chở một số lượng hàng hóa lớn giữa Nga và Triều Tiên để vận chuyển vật tư quân sự, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cụ thể, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, một cá nhân Triều Tiên đại diện cho một công ty do nhà nước kiểm soát có trụ sở tại Syria đã tổ chức các cuộc đàm phán buôn bán vũ khí với một công ty Nga từ năm 2022 đến năm 2023 một cá nhân Triều Tiên tại một công ty có trụ sở ở Nga có liên quan đến việc đưa dầu diesel từ Nga vào Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, 5 người Triều Tiên khác đã giúp gây quỹ hỗ trợ phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 11 tổ chức và một cá nhân, trong đó có những tổ chức mà Tokyo cho là thuộc Nga và có liên quan đến hợp tác quân sự nhằm hỗ trợ Moscow mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay. Việc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên vi phạm các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, cấm hoàn toàn việc chuyển giao vũ khí và các vật liệu liên quan đến và đi từ Triều Tiên. Cả Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian qua liên tục cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc trên. Hồi tháng trước, Nga đã mô tả các lệnh trừng phạt của Hàn Quốc đối với các cá nhân và thực thể Nga là một động thái không thân thiện, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhije mới đây khẳng định một ủy viên châu Âu đã nói với ông rằng ông có thể phải chịu chung số phận với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người sống sót sau một vụ ám sát vào tuần trước. Trong một bài đăng trên Facebook hôm 23 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhije nói rằng một ủy viên châu Âu đã đe dọa ông trong một cuộc điện đàm gần đây rằng phương Tây sẽ thực hiện một số biện pháp chống lại ông nếu chính phủ Georgia kiên quyết thông qua dự luật đặc vụ nước ngoài gây tranh cãi. Thủ tướng Georgia kể lại lời đe dọa của ủy viên châu Âu rằng ngài đã thấy điều gì xảy ra với thủ tướng Slovakia Fico chưa? Ngài nên hết sức cẩn thận, nhưng ông không tiết lộ tên của người này. Thủ tướng Slovakia Fico đã bị bắn nhiều phát khi gặp gỡ những người ủng hộ bên ngoài cuộc họp chính phủ ở thị trấn Handlova vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Ông được đưa đến bệnh viện, trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp và hiện đang hồi phục vết thương. Kẻ ám sát Thủ tướng Fico là một nhà thơ 71 tuổi, không đồng tình với việc ông đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine đã bị buộc tội âm mưu giết người và có thể phải đối mặt với cáo buộc khủng bố. Quốc hội Georgia đã thông qua dự luật minh bạch về tầm ảnh hưởng của nước ngoài vào tuần trước luật yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và cá nhân nhận hơn 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là tổ chức chịu ảnh hưởng từ nước ngoài và tiết lộ các nhà tài trợ của họ. Mặc dù dự luật này đã bị Tổng thống thân phương Tây của Georgia Salome Jura Bivli, phủ quyết, nhưng Quốc hội dự kiến sẽ bác bỏ quyền phủ quyết này. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, bất chấp các luật tương tự nhưng nghiêm ngặt hơn về ảnh hưởng của nước ngoài hiện có ở Mỹ, Anh và các quốc gia phương Tây khác luật đặc vụ nước ngoài của Georgia đã bị các quan chức Mỹ và EU lên án mạnh mẽ, trong đó Washington đang xem xét các hành động không xác định chống lại Tbilisi và nhiều thành viên EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt. Ngay sau đó, ông Oliver Vahely, ủy viên EU về chính sách và mở rộng khu vực lân cận hôm 23 tháng 5, đã lên tiếng lấy làm tiếc sau khi ông cảnh báo Thủ tướng Georgia rằng dự luật đặc vụ nước ngoài gây tranh cãi có nguy cơ dẫn tới kịch bản giống như vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Vaheli khẳng định rằng phát ngôn của ông liên quan tới vụ tấn công Thủ tướng Fico đã bị hiểu sai ngữ cảnh. Quan chức EU cho biết ông muốn khuyên Thủ tướng Kobakize không khơi dậy những tranh cãi nghiêm trọng trong dư luận nước này và vụ ám sát ở Slovakia được đưa ra như một ví dụ tham khảo về mức độ phân cực cao có thể gây ra kịch bản bạo lực như vậy ngay cả ở giữa lòng châu Âu. Một tòa án ở Slovakia đã công bố tài liệu 9 trang nêu chi tiết lời khai của nghi phạm Juraj Sintula, 71 tuổi, người đã ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico gần đây. Hãng tin Reuters cho hay, theo tài liệu, nghi phạm cho biết, ông ta muốn gây thương tích cho nạn nhân vì không đồng tình với các chính sách của chính phủ nước này, trong đó có việc ngừng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo tài liệu ngày 18 tháng 5 của thẩm phán tòa sơ thẩm Roman Puchovsky và được truyền thông công bố ngày 23 tháng 5, nghi phạm đồng thời đã sở hữu khẩu súng gây án trong hơn 30 năm. Đây là những lời khai chính thức đầu tiên từ nghi phạm được công bố hơn một tuần sau vụ nổ súng, khiến Thủ tướng Fico phải chiến đấu giành lấy sự sống và phẫu thuật vùng bụng. Tình trạng của ông Fico đã được cải thiện, song ông vẫn cần được tiếp tục theo dõi và điều trị. Theo giới truyền thông, nghi phạm, cựu nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm nói rằng không ai khác biết về kế hoạch của ông ta. Theo tài liệu do Tòa án Hình sự chuyên trách công bố, đối tượng đã xin lỗi về hành động của mình và chuẩn bị gửi lời xin lỗi tới cá nhân ông Fico. Theo tài liệu của thẩm phán tòa sơ thẩm Roman Pochowski, ông Sintula nói không muốn sát hại mà chỉ muốn làm thủ tướng bị thương và sa sút sức khỏe nên đã nhắm vào phần thân dưới. Sintula hiểu rõ bản thân đã làm ra việc phi pháp và đáng lẽ không nên gây tổn hại thủ tướng. Ông ta thực sự hối hận về hành động của mình. Đây được xem là vụ ám sát lớn đầu tiên nhắm vào lãnh đạo chính trị châu Âu trong 20 năm qua nghi phạm Sintula bị cáo buộc tội giết người bất thành. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, Suta Estok cho hay, các nhà điều tra vụ ám sát Thủ tướng Robert Fico đang xem xét khả năng hung thủ không hành động theo hình thức sói đơn độc, sau khi tài khoản Facebook và lịch sử liên lạc của hung thủ Juraj Sintula bị xóa chỉ 2 giờ sau khi đối tượng này gây án. Slovakia đã bổ sung lực lượng cho nhóm điều tra vụ việc khi có thêm giả thuyết cho rằng thủ phạm thuộc một nhóm người nhất định đã hỗ trợ cho nhau trong vụ ám sát. Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút chiều 15 tháng 5, tức khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày giờ Việt Nam, thủ tướng Robert Fico đã bị trúng 4 trên 5 phát đạn trong một cuộc tấn công bằng súng ở bên ngoài nhà văn hóa thị trấn Hanlová, cách thủ đô Bratislava khoảng 150 km về phía đông bắc, khi đang nói chuyện với một số người sau cuộc họp nội các. Ngay sau khi bị tấn công, ông Fico trong tình trạng rất nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Hanlová và sau đó được chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Đại học Banka Bishika và trải qua hai cuộc phẫu thuật tại đây. Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố vào ngày hôm nay 24 tháng 5, Thủ tướng Hungary Orbán nhấn mạnh xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ ba, cho thấy những hạn chế về năng lực của Nga. Hungary, quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu EU và NATO đã từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Budapest cũng tìm cách từ chối kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine. Ông Orbán nhận định quân đội Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến nghiêm trọng và khó khăn với Ukraine. Nếu người Nga đủ mạnh để giành phân thắng ở Ukraine chỉ bằng một đòn, họ đã làm như vậy. Cũng theo nhà lãnh đạo Hungary, năng lực quân sự của NATO vượt xa Ukraine, do đó khó có khả năng Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO. Ông Oban nói thêm, tôi cho rằng thật phi lý khi Nga, quốc gia chưa giành phần thắng ở Ukraine, lại bất ngờ tiến đến và nuốt chửng toàn bộ thế giới phương Tây. Cơ hội xảy ra là cực kỳ mong manh. Ông cũng xem những tuyên bố đề cập đến mối đe dọa từ Nga là màn dạo đầu cho sự can thiệp sâu hơn của phương Tây vào xung đột Ukraine. Mối quan hệ giữa Budapest và Washington trở nên căng thẳng do Hungary chỉ hoãn phê chuẩn để Thụy Điển gia nhập NATO, cùng mối quan hệ thân thiết của Thủ tướng Oban với Nga bất chấp xung đột ở Ukraine. Trước đó, NATO đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trong một thập kỷ trở lại đây gần biên giới Nga với tên gọi Steadfast Defender. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO và 1.100 phương tiện chiến đấu. Trước cuộc tập trận đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh đang được tổ chức gần biên giới Nga Điều này cho thấy liên minh do Mỹ dẫn đầu đang chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Tuyên bố trên của nhà ngoại giao Nga được đưa ra sau khi NATO cáo buộc Moscow thực hiện các hoạt động hỗn hợp trên lãnh thổ của các nước thành viên và khẳng định đây là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Sau đó, bà Zakharova bác bỏ cáo buộc của NATO là thông tin sai lệch nhằm cố gắng chuyển sự chú ý của công chúng khỏi các hoạt động của liên minh quân sự. Theo nhà ngoại giao Nga, NATO đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga trong mọi môi trường hoạt động và ở mọi hướng. Ngoài ra, các thành viên NATO còn tham gia vào cuộc xung đột Ukraine khi không chỉ cung cấp cho Kiev hỗ trợ tài chính, mà còn cung cấp vũ khí và dữ liệu tình báo, sau đó được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga. Theo hãng tin Reuters, mới đây, truyền thông Nga dẫn một dự thảo sắc lệnh chính phủ Nga về sửa đổi danh giới trên biển ở biển Baltic theo đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này. Gần đây, các nước NATO đã tăng cường phòng thủ dọc sườn phía đông của Liên minh nhiều nước nato nhận định sau hai năm chiến sự trong đó cuộc xung đột nga ukraine nổ ra đã thuyết phục nato rằng giờ mọi thứ đều có thể xảy ra theo kế hoạch của nato hàng trăm nghìn quân binh sẽ được luân chuyển giữa các quốc gia biên giới trong đó có các thành viên liên minh như đức có kế hoạch hiện diện lâu dài nhưng liệu kế hoạch này có đủ để thích ứng với nền kinh tế quân sự hóa của nga các thành viên nato phải chi nhiều hơn cho quốc phòng và khả năng ông donald trump nắm quyền tại nhà trắng một lần nữa khiến họ lo ngại Mỹ sẽ rời bỏ những mục tiêu chung khiến Tổng thống Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn. Tại vùng Baltic, các lữ đoàn đa quốc gia từ Đức, Canada và Anh sẽ chung tay điều động lực lượng 300.000 quân như đã cam kết của Liên minh trong những năm tới. Nhưng sự hiện diện mạnh mẽ trên bộ này cùng với việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine sẽ tiêu tốn một phần không nhỏ ngân sách. Trong những ngày gần đây, căng thẳng đáng kể đã nảy sinh liên quan đến kế hoạch của Nga nhằm mở rộng biên giới ở biển Baltic kế hoạch này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Litva, Phần Lan và các quốc gia khác, bày tỏ lo ngại về hậu quả tiêm tàng từ hành động của Moscow. Trước đó có thông tin cho rằng, sáng kiến này liên quan đến những thay đổi đơn phương đối với biên giới trên biển của Nga với Litva và Phần Lan. Theo thông tin chính thức, đề xuất này được đưa ra trong dự thảo quyết định của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Ngoại trưởng Litva và Phần Lan cùng với đại diện các nước khác đã bày tỏ quan ngại và không đồng tình. Sau khi đăng tải một ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã gỡ bản dự thảo danh sách các tọa độ mới để tính toán chiều rộng lãnh hải Nga, đường bờ biển và các đảo trên biển Baltic. Chuyên gia chính trị Enchin Mizabeli khẳng định với News.az rằng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã làm thay đổi tình hình địa chiến lược ở khu vực Baltic, mở rộng phạm vi trách nhiệm của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và tăng gấp đôi chiều dài biên giới với Nga lên 2.600 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Belarus trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, trong đó có các cuộc hội đàm về việc Belarus tham gia các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo đài RT, sau khi được tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chào đón tại sân bay quốc gia Minsk, tổng thống Putin phát biểu: "Chúng ta sẽ nói về giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận. Điều này liên quan đến việc Belarus tham gia trực tiếp trong những sự kiện này." Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật tại quân khu phía Nam trong đó có cả crimea và bốn vùng lãnh thổ trước đây của ukraine ở khu vực donbass theo nga cuộc tập trận nhằm chứng tỏ khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài qua đó ngăn chặn các nước phương tây làm gia tăng cuộc xung đột nga ukraine cuộc tập trận bao gồm hoạt động chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật cho binh sĩ từ các địa điểm cất giữ trang bị tên lửa bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật và triển khai bí mật các loại vũ khí đó sau khi điện kremlin thông báo tổ chức cuộc tập trận vào đầu tháng này với lý do căng thẳng gia tăng chưa từng có với Mỹ và các đồng minh về vấn đề Ukraine, Tổng thống Lukashenko ngay lập tức ra lệnh tập trận tương tự để thử nghiệm các hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân của Belarus, trong đó có cả bệ phóng tên lửa Iskander. Năm 2023, Tổng thống Putin đã đồng ý để một số lượng nhỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi ông Lukashenko đề nghị. Khi đó, ông Lukashenko cũng tuyên bố rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu belarus bị tấn công tổng thống putin cho biết ông đã chuẩn bị trước cho chuyến thăm belarus và đã thảo luận với các thành viên nội các nga về vấn đề hợp tác song phương với belarus cuộc họp đó đã đề cập đến các chủ đề như vấn đề an ninh năng lượng và nông nghiệp cuộc hội đàm của tổng thống lukashenko và tổng thống putin sẽ đề cập đến toàn bộ mối quan hệ giữa hai nước như thương mại các vấn đề nhân đạo và các dự án chung Tổng thống Lukashenko đã mời ông Putin đến thăm Belarus. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Tổng thống Putin đã tới Trung Quốc vào tuần trước để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và ông dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan vào ngày 26 và 27 tháng 5. Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga diễn ra trong bối cảnh gần đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói về khả năng triển khai lực lượng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine và để quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Vedomosti của Nga, những cuộc tập trận kiểu này hiếm khi xảy ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng trong thời kỳ Xô Viết, nước này thường tổ chức hàng năm. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong trường hợp sự tồn vong của quốc gia gặp nguy hiểm, hoặc khi có nỗ lực quét sạch lực lượng hạt nhân Nga. Theo ông Ilina Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cuộc tập trận nói trên không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Nga. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dmitry Stefanovic cũng chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng và đây là điều chưa từng xảy ra trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích này lưu ý, điều đó khẳng định một thực tế rằng trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao với một đối thủ vượt trội, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban điều tra Nga bắt ông Vladimir Lesky, lãnh đạo bộ phận mua sắm quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga, với cáo buộc lạm quyền gây thất thoát cho nhà nước, ước tính khoảng 70 triệu rúp, tương đương 764.000 đô la Mỹ, theo hãng thông tấn Interfax cho biết. Đại diện của Ủy ban điều tra Nga, Svetlana Pechenko cho biết, vào năm 2022, ông VT Lesky đã tự ý cho dừng một số công việc dù chưa hoàn thành trong một hợp đồng với chính phủ. Bà Petrenko nói do hành động trái pháp luật của ông VT Lesky, nhà nước đã phải chịu thiệt hại hơn 70 triệu rúp. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, tòa đã lựa chọn biện pháp ngăn chặn bằng hình thức tạm giam đối với ông VT Lesky. Trước đó, một nguồn thạo tin nói với Interfax rằng việc bắt ông VT Lesky để đảm bảo trật tự quốc phòng và người này đang bị giam giữ vì nghi nhận hối lộ lớn. Đài RT, RBC cũng dẫn nguồn tin của mình nói rằng ông Vetelesky đã nhận hối lộ bao gồm một căn nhà và một chiếc ô tô. RT còn đưa tin thu nhập của Vetelesky vào năm 2020 lên tới 3,7 triệu rúp, tương đương 40.382 đô la Mỹ. Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ năm của Nga bị bắt chỉ trong vòng một tháng. Trước đó cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Vadim Samarin cũng đã bị bắt. Theo Ủy ban điều tra Nga, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, ông Samarin bị nghi nhận hối lộ từ một nhà máy sản xuất thiết bị liên lạc ở vùng Uran. Số tiền này là quà cảm ơn cho việc ký kết các hợp đồng cấp nhà nước lớn với công ty này. Ông Samarin được cho là đã hưởng lợi ít nhất 36 triệu rúp. Tư dinh của ông Samarin đã bị khám xét trong khi ông bị tạm giam 2 tháng trước khi vụ việc được đưa ra xét xử. Phát ngôn viên của tòa án cho biết, ông Samarin bị buộc tội theo khoản 6, điều 290 Bộ luật hình sự Nga, nhận hối lộ quy mô lớn. Điều khoản này trong Bộ luật hình sự của Nga có hình phạt tối đa là 15 năm tù với mức phạt gấp 100 lần số tiền hối lộ. Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ những đồn đoán về một cuộc thanh trừng sâu rộng trong quân đội. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 23 tháng 5 rằng, cuộc chiến chống tham nhũng là một nỗ lực không ngừng. Đây không phải là một chiến dịch đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật. Vụ bắt giữ nhiều quan chức tại Bộ Quốc phòng nga diễn ra trong bối cảnh các lực lượng nga đang đạt được những bước tiến đáng kể nhất trên chiến trường trong 18 tháng trong cuộc tấn công lớn vào khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastian Leconte ngày 22 tháng 5 cho biết. Một máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp đã thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm đầu tiên một tên lửa ASMPA siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông Sebastian Lecoyu lưu ý, vụ phóng được thực hiện như một phần của cuộc tập trận Durandan kéo dài từ ngày 13 tháng 5 đến 14 tháng 6. Được biết, cuộc thử nghiệm tiến hành dưới sự giám sát của quân đội tại các căn cứ ở Biscaros, Uten, Campe trên bờ biển phía tây nước Pháp. Bộ trưởng Lecoyu xác nhận tên lửa ASMPA-R không mang đầu đạn được phóng trên lãnh thổ quốc gia Pháp vào cuối thời điểm chuyến bay giả lập cuộc oanh kích hạt nhân. Ông cũng chúc mừng tất cả các lực lượng, đội ngũ của Bộ Quốc phòng Pháp và đối tác công nghiệp tham gia dự án được lên kế hoạch từ lâu. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh cuộc thử nghiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Pháp, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống ASMPA-R nâng cấp. Cuộc thử nghiệm cũng liên quan đến lực lượng răn đe hạt nhân. Eson ASMP, tên lửa không đối đất tầm trung là tên lửa hành trình do MBDA phát triển, được đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 1986. Một phiên bản nâng cấp Eson Mugen Pote Amelior ASMPA có tầm bay khoảng 500 km và tốc độ tối đa lên tới Mach 3. ASMPA được đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2009 với dòng máy bay chiến đấu Mirage 2000 NK3 và vào tháng 7 năm 2010 với chiếc Rafale. Tổng cộng có 54 tên lửa ASMPA đã được chuyển giao cho Không quân Pháp. Dự án ASMPAR nâng cấp được khởi xướng vào năm 2016 nhằm mục đích mở rộng tầm bắn của tên lửa và kết hợp đầu đạn nhiệt hạch 300 kt mới. Luật kế hoạch quân sự của Pháp dự kiến phân bổ 16 tỷ euro cho đến năm 2030 để bổ sung kho dự trữ đạn dược, 5 tỷ euro để mua thiết bị bay không người lái UAV và 5 tỷ euro cho hoạt động tình báo. Đáng chú ý Pháp dự chi 13% ngân sách quốc phòng trong những năm tới để củng cố năng lực hạt nhân độc lập, bao gồm cả kế hoạch nâng cấp các mẫu tên lửa thế hệ mới được phóng từ trên không vào năm 2035. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, 21 nước thành viên sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu SC đã đệ trình đề xuất lập hệ thống phòng không chung lên Hội đồng châu Âu, cơ quan ra quyết định chính của Liên minh châu Âu EU. SC được thành lập vào tháng 10 năm 2022 và do Đức dẫn đầu nhằm chế tạo một hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu giống lá chắn vòm sắt của Israel, thông qua việc các nước trong khu vực cùng nhau mua thiết bị phòng không và tên lửa. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh xây dựng một vòm sắt để chống tên lửa và máy bay không người lái UAV là điều cần thiết. Các cuộc tấn công gần đây vào Israel đã chứng minh tầm quan trọng của các hệ thống như vậy. Không có lý do gì châu Âu lại không có lá chắn phòng thủ tên lửa của riêng mình theo ông tusk không cần phải tưởng tượng quá nhiều để dự đoán châu âu có thể bị tấn công từ đâu dường như ám chỉ nga sc ra đời không lâu sau khi nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ ukraine theo thủ tướng litva ingrida simonit dù khả năng moscow tấn công trực tiếp các nước nato ở châu âu là điều khó xảy ra trong tương lai gần nhiều quốc gia đặc biệt là các nước giáp biên giới với nga đang tăng cường cảnh giác trước kịch bản như vậy một số nước đang gia tăng chi tiêu quốc phòng ở mức khó có thể tưởng tượng so với thời điểm trước khi bùng phát xung đột ở Ukraine. Lá chắn vòm sắt của Israel từ lâu đã được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới, giúp bảo vệ bầu trời nước này khỏi các mối đe dọa tầm ngắn như rocket và đạn cối. Trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tán thành với đề xuất này, đồng thời khẳng định cần hạn chế sự phân mảnh các quốc gia cần có những dự án chung như thành lập một lá chắn phòng không ở mức độ toàn châu Âu như đề xuất của Ba Lan và Hy Lạp. Trước đó vào tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết các nhà lãnh đạo quân đội và an ninh nước này ủng hộ cho việc Ba Lan tham gia một số dự án phòng không. Thủ tướng Ba Lan khẳng định chỉ có một châu Âu đoàn kết, mạnh mẽ theo đuổi chính sách phòng thủ chung mới có thể ngăn chặn xung đột và đảm bảo an ninh trong khu vực. Hãng tin TASS và RT đưa tin cho biết, theo xác lệnh được Tổng thống Putin ký vào ngày 23 tháng 5, Moscow hiện sẽ có thẩm quyền đối với các tài sản của Washington ở Nga để bồi thường cho những thiệt hại xuất phát từ việc tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. Xác lệnh viết, Nga sẽ xác định các loại tài sản tài chính của Mỹ có thể được dùng để bồi thường cho tổn thất do những hành động không thân thiện của Mỹ gây ra. Những loại tài sản này gồm chứng khoán đã được niêm yết, bất động sản, động sản và quyền sở hữu thẩm quyền xác định loại tài sản nói trên sẽ thuộc về một ủy ban của chính phủ Nga, còn việc đưa ra quyết định bồi thường sẽ thuộc về thẩm quyền của tòa án. Những người có thể bị tịch thu tài sản gồm công dân Mỹ hoặc những người cư trú tại quốc gia này, những người hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra phần lớn lợi nhuận tại Nga. Tài sản của những người chịu sự kiểm soát của các cá nhân đó có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý bất kể quốc tịch và nơi cư trú. Tổng thống Putin cũng chỉ thị cho chính phủ Nga đưa ra những thay đổi về luật nhằm thực hiện sắc lệnh đã ký trong thời hạn 4 tháng. Động thái diễn ra trong bối cảnh các nước G7, trong đó có Mỹ, đang cân nhắc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở nước ngoài để viện trợ Ukraine. Moscow chỉ trích động thái và dọa đáp trả. Sau khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine, Mỹ cùng đồng minh phương Tây đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài, hầu hết là ở châu Âu, một phần nhỏ ở Mỹ nhiều tài sản của cá nhân, tổ chức Nga cũng bị đóng băng. Một số quan chức Nga trước đó cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại C ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản này. Cũng trong ngày 23 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nước này sẽ trả đũa mạnh kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm lấy tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, chúng tôi đang nói về một nỗ lực khác nhằm hợp pháp hóa hành vi trộm cắp ở cấp quốc gia. Nga cho rằng hành động như vậy là bất hợp pháp và làm suy yếu nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa phóng viên Ivan Gerskovic của báo The Wall Street Journal ra khỏi nhà tù ở Nga. Tuy nhiên điện Kremlin cho biết ông Putin và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không có liên lạc nào về việc trả tự do cho một nhà báo Mỹ đang bị giam giữ ở Nga hay bất kỳ chủ đề nào khác. Theo RT, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, đương nhiên tổng thống Putin không liên lạc với ông Trump Lời khẳng định trên được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng nếu ông tái đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông Putin sẽ trả tự do cho nhà báo Ivan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal. Trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội trước rằng nhà báo Ivan Gershkovich sẽ được thả gần như ngay lập tức sau cuộc bầu cử. Chắc chắn là trước khi tôi nhậm chức, Ivan sẽ về nhà an toàn bên gia đình. Ông Putin, Tổng thống Nga sẽ làm điều đó vì tôi chứ không phải bất kỳ ai khác và chúng ta sẽ không phải trả gì cả. Người phát ngôn của Tổng thống Nga đã bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng bất kỳ liên lạc nào với các quan chức Mỹ về khả năng trả tự do cho những người Mỹ bị cáo buộc phạm tội ở Nga đều được thực hiện hoàn toàn bí mật. Chúng tôi có thể khẳng định một lần nữa rằng những cuộc đàm phán như vậy phải được tiến hành bí mật, đó là cách duy nhất để các cuộc thường thuyết hiệu quả. Phóng viên Gerskovic, 33 tuổi, bị bắt ở Nga vào tháng 3 năm ngoái vì cáo buộc gián điệp bản thân anh cũng như tờ báo của anh và chính quyền Tổng thống Biden đều cực lực bác bỏ cáo buộc này. Anh đã bị giam hơn một năm tại một nhà tù ở Moscow và chưa có ngày xét xử cụ thể. Hồi tháng 2, Tổng thống Putin cho biết Moscow có thể trả tự do cho phóng viên Mỹ để đổi lấy một công dân Nga ở Đức bị giam giữ vì tội giết người. Ông Peskov nhắc lại các tuyên bố trước đây của Điện Kremlin rằng việc liên hệ với Washington về bất kỳ hoạt động trao đổi tù nhân nào đều phải diễn ra trong âm thầm và tuyệt đối bí mật. Đây là cách duy nhất để đạt được kết quả. Trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, ông Trump từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin, làm dấy lên chỉ trích tại Mỹ. Ông Trump cũng nhiều lần khẳng định ông có mối quan hệ tốt với cả lãnh đạo Nga, Ukraine và có đủ điều kiện để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông chưa nói rõ về một giải pháp hòa bình. Ông nói với CNN năm ngoái rằng, nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong một ngày, 24 giờ. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Radio Zuna trước đó, tổng thống Seth Pavel cảnh báo nếu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, điều đó có thể dẫn đến việc ông Trump sẽ ký kết một thỏa thuận với tổng thống Nga Vladimir Putin. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua cảnh báo quân đội nước này đã xây dựng những kế hoạch bất ngờ dành cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo được Thủ tướng Netanyahu đưa ra trong chuyến thăm thị sát Bộ Chỉ huy phía Bắc của lực lượng phòng vệ Israel, IDF. Tại đây, người đứng đầu chính phủ Israel khẳng định nước này đã có những kế hoạch chi tiết, quan trọng và bất ngờ dành cho Hezbollah, nhóm vũ trang lớn nhất Liban và đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công qua biên giới và khu vực phía Bắc Israel trong hơn 7 tháng qua. Hai mục tiêu của các kế hoạch này là khôi phục an ninh tại khu vực phía Bắc và cho phép người dân trở về nhà. Giao tranh qua biên giới bùng phát giữa quân đội Israel và Hezbollah đã khiến khoảng 450 người thuộc cả hai phía thiệt mạng. Đồng thời buộc hàng chục nghìn dân cư dọc biên giới ở cả Israel và Liban phải đi sơ tán. Giới chức Israel đe dọa có thể phát động cuộc chiến quy mô lớn vào Liban để trấn áp Hezbollah, tương tự như cách quân đội Israel đang tiến hành tại giải Gaza chống lực lượng Hamas. Trong khi trước đó, Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Liban từng cảnh báo, nhóm này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ trong nhiều tháng nữa nếu Israel không chịu chấm dứt chiến dịch tấn công người Palestine ở giải Gaza. Thủ lĩnh Hezbollah cũng nêu rõ mối liên hệ giữa mặt trận Liban với Gaza là cực kỳ vững chắc và không thể chia rẽ. Vì vậy, cách duy nhất để người dân khu vực Bắc Israel có thể trở về nhà là chấm dứt chiến dịch tấn công. Tháng 10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah cũng đã nã phá vào khu trang trại Sheba do Israel kiểm soát tại khu vực biên giới với Liban, chính thức khơi mào cho đợt giao tranh ác liệt qua biên giới, kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai bên. Tháng 4 vừa qua, Hezbollah cũng lại tập kích cơ sở quân sự Israel ở làng Arab al-Aramse. Phía Israel thông tin có 14 binh sĩ bị thương, trong đó có 6 người nguy kịch, sau khi xác định nhiều tên lửa chống tăng và drone phóng từ Liban. Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo hùng mạnh ở Liban, và được biết nằm trong số các nhóm do Iran bảo trợ tại Trung Đông. Căng thẳng quân sự giữa Hezbollah và Israel gia tăng sau khi Israel tấn công tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine ở giải Gaza. Tính từ năm 2006 đến nay, đây là giai đoạn căng thẳng nhất giữa hai bên. Nguy cơ xung đột Hezbollah-Israel bùng nổ trở nên lớn hơn sau vụ Israel tấn công tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria, dẫn tới việc Iran lần đầu tiên khai hỏa trực tiếp với hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào đất Israel. Sự ủng hộ dành cho Palestine đang trên đà gia tăng mạnh mẽ, trong khi Israel ngày càng bị cô lập về ngoại giao vì cuộc xung đột đã kéo dài hơn 7 tháng ở giải Gaza. Trong một diễn biến bất ngờ, Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha đã thông báo họ sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine vào ngày 28 tháng 5. Quyết định này nhận được những lời tán dương từ nhiều nước Hồi giáo và Ả Rập, nhưng khiến Israel giận dữ và lập tức phản ứng một cách quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ trích hành động của ba nước châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói bước đi này là phần thưởng cho những phần tử nguy hiểm hành động của ba nước châu âu dường như phản ánh mâu thuẫn trong eu về cách tiếp cận đối với xung đột ở gaza mấu chốt của giải pháp hai nhà nước là cho phép một nhà nước palestine tồn tại song song với một nhà nước israel song thủ tướng netanyahu từ lâu đã phản đối ý tưởng này mỹ đồng minh quan trọng nhất của israel ủng hộ giải pháp hai nhà nước tuy nhiên nhà trắng cho hay tổng thống mỹ joe biden muốn nhìn thấy mục tiêu này trở thành hiện thực thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan chứ không phải nhờ sự công nhận đơn phương tháng trước washington đã dùng quyền phủ quyết tại hội đồng bảo an liên hợp quốc để ngăn chặn palestine gia nhập tổ chức này cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cũng đã thừa nhận washington đang lo lắng việc tel aviv ngày càng bị cô lập về ngoại giao vị này nói Chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến ngày càng nhiều tiếng nói, bao gồm cả những tiếng nói trước đây ủng hộ Israel, giờ đã chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên, bất chấp sức ép, Israel vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Gaza. Việc ba nước châu Âu trên báo trước với Mỹ về kế hoạch công nhận nhà nước Palestine cho thấy các đồng minh của Washington trên toàn cầu đang cố gắng cân bằng lợi ích chính trị trong nước với mong muốn tránh nguy cơ Trung Đông thêm bất ổn, đồng thời không gây tổn hại quan hệ với Mỹ, đồng minh thân cận hàng đầu của Israel. Theo giới phân tích, khi xung đột ở giải Gaza kéo dài, những cuộc thảo luận như vậy càng trở nên quan trọng hơn để giúp không gia tăng căng thẳng và duy trì các mối quan hệ. Một quan chức Mỹ am hiểu về cuộc thảo luận cho hay, Washington đã nói rõ với đại diện ba nước châu Âu rằng công nhận nhà nước Palestine sẽ không phải biện pháp hữu ích. Tuy nhiên, Mỹ hy vọng động thái của ba nước không làm gia tăng đáng kể căng thẳng toàn cầu liên quan đến xung đột Gaza. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu cho rằng tiếp tục trì hoãn các bên đặt giải pháp hai nhà nước rồi mới công nhận Palestine không khác nào trao cho Israel quyền phủ quyết nỗ lực công nhận nhà nước Palestine. Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên. Nhóm Houthi có loạt vũ khí tiên tiến, họ có vũ khí có thể vươn tới địa trung hải. Điều chắc chắn đáng lo ngại là họ có năng lực này. Vị quan chức nói thêm, Mỹ hiện chưa có bằng chứng cho thấy Houthi thực sự cố gắng tiến hành một cuộc tấn công ở địa trung hải nơi nằm cách các khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát ở phía tây bắc Yemen hơn 2.000 km. Cũng theo quan chức Mỹ, chưa từng có tiền lệ nào về việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm theo cách mà Houthi đang làm. Đây là một dạng tấn công hàng hải mà cả thế giới muốn chấm dứt. Trên thực tế, các đồng minh truyền thống của Mỹ ở vùng Vịnh, bao gồm những nước từng tham gia vào cuộc chiến quy mô lớn và kéo dài nhiều năm chống lại Houthi, lại đang né tránh cam kết cùng chống lại nhóm vũ trang ở Yemen trong thời điểm hiện tại. Cụ thể, cường quốc trong khu vực là Ả Rập Xê Út, cũng hạn chế không phận đối với tiêm kích Mỹ, muốn tìm kiếm căn cứ để từ đó triển khai tấn công các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Yemen. Thay vào đó, họ muốn có giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột với Houthi. Trong những tuần qua, nhóm Houthi đã nhiều lần cảnh báo sẵn sàng mở rộng phong tỏa biển đỏ và biển Ả Rập tới địa Trung Hải để tấn công các tàu có liên quan đến Israel. Song hiện tại, Houthi chưa hiện thực hóa được lời đe dọa này. Cụ thể trong lần gần nhất, người phát ngôn của Houthi Ông Yahya Sare nhấn mạnh, kế hoạch mở rộng tấn công trên sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu vi phạm lệnh cấm đi lại đến Israel hoặc các tàu hướng tới các cảng ở các vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng. Houthi đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu có liên hệ với Israel kể từ tháng 11 năm 2023. Động thái mà lực lượng này tuyên bố là để ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen được cho sở hữu một loạt tên lửa đạn đạo, chống hạm và phòng không, chủ yếu từ thời Liên Xô cũ, sau đó nâng cấp và sử dụng chúng để tấn công tàu buôn, tàu chiến cho đến các mục tiêu trên không. Các loại vũ khí tầm xa nhất mà Houthi sở hữu bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa Bukhan với tầm bắn tối đa 1.200 km và Tufan có tầm bắn lên tới 1.950 km. Ngoài ra, Houthi còn có nhiều loại máy bay không người lái UAV tấn công tầm xa như Samat. Vũ khí được giới quan sát phương Tây nhận định có phạm vi hoạt động là 1.800 km song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Vừa qua xuất hiện đoạn video ghi lại vụ tấn công của quân đội Nga nhằm vào radar MR-18 đã được đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời điểm và khu vực radar bị tấn công. Hình ảnh từ video cho thấy trạm radar bị xé thành từng mảnh bởi một tên lửa dẫn đường chính xác, có vẻ là KH-35 hoặc KH-38. MR-18 là radar giám sát trên không 3D di động dành cho độ cao trung bình và cao. Nó có tầm bắn tối đa khoảng 400 km. MR-18 được coi là loại khí tài của hiếm đối với lực lượng vũ trang Ukraine Radar này được phát triển bởi tổ hợp khoa học và sản xuất Iskra của Ukraine và chỉ sản xuất một số ít. Trước đó vào tháng 4 vừa qua, truyền thông Nga cũng đã công bố đoạn video quân đội nước này phá hủy radar P-18 của Ukraine tại tỉnh Sumy. Video được trang quân sự Voenronika.ru công bố cho thấy UAV trinh sát Nga trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Sumy của Ukraine đã phát hiện vị trí lực lượng vũ trang Kiev đặt radar cảnh giới P-18 nằm sát một khu rừng. Quân đội Nga sau đó sử dụng đạn pháo hoặc tên lửa để tập kích khí tài đối phương. Đòn tấn công lập tức khiến hệ thống radar bị phá hủy hoàn toàn. P-18 Terex là hệ thống radar phòng không được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội vào thập niên 1970. Đây là hệ thống radar cảnh báo sớm đa năng, hoạt động ở băng tần VHF với giải tần từ 150 đến 170 MHz. Lúc hoạt động, radar sẽ phát ra các xung điện từ cao tần thông qua hệ thống anten và thu nhận các xung phản xạ từ mục tiêu đối phương. Những tháng gần đây, quân đội Nga tăng cường trấn áp các hoạt động phòng không của Ukraine. Kết quả là hàng chục hệ thống radar và phòng không của Ukraine đã bị phá hủy. Hiện tại, mạng lưới phòng không Ukraine hầu như không hoạt động. Chính quyền Kiev đã yêu cầu các đồng minh ở phương Tây nhanh chóng cung cấp radar và hệ thống phòng không. Trong khi trước đó, phía Ukraine cũng từng tuyên bố, cơ quan tình báo quốc phòng nước này cho biết, các binh sĩ của DIU và lực lượng tác chiến đặc biệt số 15 đã phá hủy một trạm radar di động 48 ia 6 k 1 Podliot của Nga. Thiết bị này ước tính trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Phía Ukraine không tiết lộ loại vũ khí dùng để phá hủy radar, nhưng lưu ý rằng quân đội Nga đã sử dụng hệ thống này để phát hiện và truyền tọa độ mục tiêu tới hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400. Được biết, đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống radar đắt tiền của Nga. Một số cơ sở công nghiệp tại vùng Tatarstan của Nga phải sơ tán nhân viên và hai sân bay dừng hoạt động sau khi máy bay không người lái UAV Ukraina xuất hiện trong khu vực. Cụ thể, theo hãng tin RT, vừa qua, giới chức thành phố Niznekam cho biết các biện pháp đang được triển khai để đảm bảo an toàn cho nhân viên do có báo cáo về tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở một số cơ sở sản xuất tại địa phương. Truyền thông địa phương đưa tin, một cuộc sơ tán đã được tiến hành tại nhà máy hóa chất Kazanoksintest ở thành phố Kazan, nơi các nhân viên được đưa đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một chiếc UAV xuất hiện ở khu vực dầu dầu mỏ của Nga. Thị trường Elabuga Rustem Nuriev thông báo ít nhất một UAV đã bị bắn hạ trong khu vực. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Tatarstan và phá hủy một UAV. Trong khi đó, sân bay Nizhnekamsk và Kazan ở Tatarstan đã phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 2 giờ vì lý do an toàn, khiến 10 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác. Chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh Nga thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người dân. Nga chưa đưa ra báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản. Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào nhà máy và cơ sở lọc dầu của Nga. Được biết, đây không phải lần đầu lực lượng Ukraine thực hiện tấn công Tatarstan. Hồi tháng 4, tình báo Ukraine tuyên bố các UAV nước này đã tấn công nhà máy chế tạo máy bay Gobunov ở Kazan, thủ phủ vùng Tatarstan. Nhà máy này chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa và máy bay chuyên dụng, trong đó có các máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Nhà máy cách Moscow gần 700 km và cách biên giới Ukraine hơn 1.200 km. Gần đây, trong bối cảnh thiếu hệ thống phòng không, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ của Nga nhắm đến các mục tiêu bao gồm cả quân sự và kinh tế như căn cứ quân sự, nhà máy lọc dầu. Đây được cho là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm gián đoạn nguồn tiếp tế của Nga cho kế hoạch quân sự, làm suy yếu huyết mạch kinh tế Nga, đánh vào tâm lý của Moscow. Ngoài ra, chiến thuật này của Kiev có thể nhằm khiến Nga chuyển trọng tâm tấn công Ukraine để lui về phòng thủ trong nước, trong bối cảnh Ukraine thiếu nghiêm trọng hệ thống phòng không. Trong 3 năm diễn ra xung đột Ukraine không ngừng đẩy mạnh phát triển UAV. UAV tầm xa được xem là giải pháp bù đắp cho việc Kiev thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Theo New York Times, quân đội Nga đã tràn vào biên giới phía bắc Ukraine gần như không gặp trở ngại bởi công sự của Ukraine sơ sài. Hơn nữa, một số binh sĩ Ukraine hoàn toàn bất ngờ bỏ chạy khỏi vị trí. Hiện nay, Nga được cho là đang tập trung quân tại nhiều điểm dọc biên giới phía đông bắc Ukraine, đe dọa phát triển cuộc tấn công gần đây vào tỉnh Kharkov để tổ chức một cuộc tấn công vào tỉnh Sumy lân cận và mở rộng hơn nữa một chiến tuyến tích cực mà Kiev đang phải vật lộn để ngăn chặn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng, Moscow có thể đang tập trung các lực lượng hạn chế, thiếu nhân lực và không gắn kết theo hướng Sumy. Những bức ảnh và video được quay bên trong Nga dường như đã xác nhận việc chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự tới biên giới Sumy và khu vực Kursk, biên giới của Nga. ISVK cho biết, khó có khả năng một nhóm lực lượng như vậy của Nga có thể đạt được hiệu quả như mong muốn trong việc lôi kéo và cố định lực lượng Ukraine ở khu vực biên giới. Tờ New York Times nhận định cuộc tấn công đã phơi bày những vấn đề mà quân đội Ukraine kiệt sức đang gặp phải. Chẳng hạn, một số công sự phòng thủ không đủ hoặc xây dựng cầu thả. Bộ chỉ huy không đưa quân mới từ lực lượng dự bị trên mặt trận đến khu vực này mà điều động quân từ nơi khác đến. Đại diện của giới lãnh đạo quân sự Ukraine nói với điều kiện giấu tên rằng tình hình ở khu vực Kharkov rất nghiêm trọng đối với quân đội Kiev. Kiev cũng nhận thấy tình hình ở khu vực Kharkov vô cùng căng thẳng. Mới đây, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội nước này đã buộc phải di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn gần Volchansk và Lukyansi. Giới lãnh đạo quân sự cũng báo cáo về việc chuyển thêm quân dự bị tới khu vực này. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận một số đơn vị đã rút khỏi khu vực này từ các hướng khác. Ông cũng tổ chức cuộc họp với Hội đồng Tổng tư lệnh tối cao tại Kharkov và gọi bước đi này là vô cùng khó khăn. Cùng thời điểm, một vụ bê bối đang leo thang ở Ukraine khi một số binh sĩ tuyên bố rằng các tuyến công sự ở vùng Kharkov hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân đội Ukraine ở khu vực này. Tài khoản Telegram Spy Dossier đưa tin, lực lượng Ukraine đã tiến hành tấn công tên lửa vào vị trí tổ hợp S-400 của Nga gần sân bay Mospine, vùng Donetsk. Theo nguồn tin, cuộc tấn công vào tổ hợp được thực hiện bằng 5 tên lửa Atak-MS báo cáo ban đầu cho biết hai bệ phóng S-400 đã bị phá hủy, một bệ phóng khác bị hư hỏng. Ngoài ra, trạm radar và trạm điều khiển 96L-6 của tổ hợp được cho là bị phá hủy hoàn toàn. Hệ thống S-400 hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Atak MS. Sân bay Mospino nằm ở phía đông nam thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên, cách tiền tuyến khoảng 50 km. Cơ sở này có đường băng đất tương đối ngắn, dường như phục vụ cho trực thăng Nga tham gia xung đột với Ukraine. Ukraine gần đây nhiều lần tập kích trận địa S-300, S-400 của Nga bằng tên lửa Atak MS sau khi Mỹ bí mật chuyển loại đạn này cho họ vào tháng 3. Hồi đầu tháng 5, Ukraine cũng từng phóng tên lửa Atak MS vào căn cứ không quân Benbeck của Nga tại bán đảo Crimea, phá hủy một hệ thống dường như là radar chỉ thị mục tiêu tầm xa chính của S-400 và một số tiêm kích tại đây. Căn cứ không quân Benbeck nằm ở phía bắc Sevastopol. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine cũng như hỗ trợ phòng không cho căn cứ hải quân ở Sevastopol. Cơ sở này từng nằm ngoài tầm với của biến thể ATACMS tầm ngắn hơn mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trước đây. Tuy nhiên, với tên lửa ATACMS tầm xa mới nhận từ Mỹ, Ukraine có thể tập kích căn cứ Benbeck và khiến các mục tiêu khác xa hơn trên bán đảo Crimea gặp rủi ro. Trong khi đó, hệ thống S-400 của Nga được cho là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Nhưng trong hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, một số phương tiện đã bị phá hủy bởi những vũ khí phương Tây mà hệ thống này được cho là có thể đối phó. Ukraine có thể tấn công một số hệ thống S-400, có lẽ là bởi những lỗ hổng trong mạng lưới của Nga hoặc có lẽ do hệ thống này không được thiết lập đúng cách, tạo ra khoảng trống. Bởi một số hệ thống như Panzer không đủ khả năng để bảo vệ và hỗ trợ S-400. Ukraine cũng có thể áp dụng một số chiến thuật sáng tạo để tấn công và phá hủy những hệ thống tinh vi này của Nga. Tuy nhiên có thể thấy, S-400 vẫn là một mối đe dọa đối với Ukraine, bởi bất kỳ tiêm kích F-16 nào mà Ukraine dự kiến nhận được từ các đối tác nằm trong tầm bắn của S-400 đều sẽ trở thành mục tiêu. Việc phá hủy các hệ thống phòng không của Nga có thể là ưu tiên của các phi công Ukraine là F-16, nhưng đối phó với các hệ thống S-400 vẫn là một thách thức lớn bởi chúng là mối đe dọa đáng kể nhất đối với các chiến đấu cơ này. Rada đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với Hội đồng An ninh Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu. Ông Zelensky đã lưu ý rằng đã có những tín hiệu tích cực liên quan đến tác chiến điện tử, chương trình máy bay không người lái và tên lửa, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đối phó với Nga. Đồng thời nhấn mạnh, không có lựa chọn nào khác. Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không để cho phép chúng tôi bảo vệ các vị trí trọng yếu, các thành phố khỏi tên lửa của Nga. Tổng thống lưu ý rằng, ông đã nói chuyện với tướng Oleksandr Shishky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và thảo luận về tình hình ở khu vực chiến đấu. Ông cho biết hiện tại, trọng tâm là các khu vực biên giới, không chỉ ở vùng Kharkov mà còn ở vùng Sumi. Ông Zelensky đã cho rằng phương Tây quá chậm trễ và thiếu quyết tâm trong các quyết định hỗ trợ Ukraine vì sợ Nga trong thông điệp vừa trách móc vừa thách thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với giọng gay gắt trong cuộc phỏng vấn gần đây tại nơi làm việc của ông ở Kiev khi đề cập đến những chậm trễ trong nỗ lực viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Ông nói: "Tôi muốn hỏi rằng vấn đề ở đây là gì?" Tổng thống Zelensky nói rằng Kharkiv không phải là vấn đề duy nhất với Ukraine trong khi tình hình ở Bắc Kharkov đã được kiểm soát. Mặt trận Donbass ở miền Đông đang trở nên ác liệt hơn với các đợt tấn công liên tiếp của Nga. Lãnh đạo Ukraine nhanh chóng chỉ ra một trong những nguyên nhân đẩy họ vào tình thế khó khăn hiện nay. Vũ khí và đạn dược từ gói viện trợ mà Mỹ mới thông qua đang được chuyển tới Ukraine. Song chúng đã bị trì hoãn suốt nhiều tháng vì bất đồng nội bộ ở Washington. Theo ông, mọi quyết định hỗ trợ Ukraine đều được đưa ra muộn khoảng một năm. Thực tế, đây là một bước tiến lớn sau hai bước lùi. Vì vậy, cần thay đổi mô hình một chút. Tổng thống Zelensky từ lâu luôn kêu gọi phương Tây viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, đặc biệt là về vũ khí. Song lời cầu xin tuần này được đưa ra vào thời điểm mà các nhà phân tích đánh giá Kiev chưa từng phải đối mặt với thách thức quân sự nghiêm trọng như vậy kể từ đầu xung đột với Nga. Ngoài ra, ông cũng tỏ ra sôi nổi khi đề cập tới danh sách những việc mà đồng minh nên thực hiện để hỗ trợ Ukraine. Ông lập luận rằng NATO nên bắn hạ tên lửa Nga phóng vào Ukraine mà không cần triển khai máy bay trên không phận Kiev. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, đây là chiến thuật phòng thủ thuần túy và không có nguy cơ khiến liên minh xung đột trực tiếp với lực lượng Nga. Khác với sự quan ngại của dư luận về thế trận răn đe hạt nhân giữa Nga và NATO đang có xu hướng gia tăng mất kiểm soát, các diễn biến trên thực địa đều để lộ những chỉ dấu cho thấy cả hai bên đều đang tuần tự tiến hành những bước đi vô cùng thận trọng, thậm chí có phần kiềm chế để không đẩy thế cân bằng hạt nhân trở nên quá bất lợi cho đối phương. Chỉ dấu đầu tiên cho thấy xu hướng tự kiềm chế này là động thái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã khẳng định vụ thử nghiệm hạt nhân trước đó của cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ, NNSA ở bang Nevada không cấu thành sự vi phạm các quy định của hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT hoặc lệnh cấm thử hạt nhân của Mỹ trong khi thực tế phía Mỹ vẫn chưa phê chuẩn CTBT và đây là vụ thử hạt nhân gần tới giới hạn, không tạo nên vụ nổ đầu tiên được Mỹ tiến hành kể từ tháng 9 năm 2021 nên đã gây quan ngại rất lớn với dư luận quốc tế. Phía Mỹ cũng có nhiều chỉ dấu cho thấy sự tự kiềm chế khi vừa chính thức cấp chứng nhận hạt nhân trước thời hạn cho máy bay F-35A được phép mang bom trọng lực nhiệt hạch B-61-12 và chỉ đúng phiên bản này vào tháng 3 năm nay Quyết định này tạo nên mối đe dọa rất lớn với Nga khi tập đoàn Lockheed Martin ước tính đến năm 2030 sẽ có đến 550 chiếc F-35 hoạt động ở châu Âu. Vì vậy, sự thống trị của F-35 sẽ khiến năng lực chuyên trở bom nhiệt hạch B-61-12 từ châu Âu đến lãnh thổ Nga trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một động thái gây bất ngờ, Bộ Quốc phòng Mỹ lúc này lại chuyển sang tập trung phát triển một loại bom hạt nhân mới là B-61-13 sau khi trì hoãn nhiều năm dự án sản xuất bom B61-12 vì lý do bội trì ngân sách. Do đó, mặc dù có thông tin bom B61-12 đã được Mỹ bắt đầu chuyển giao vào tháng 12 năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa rõ lịch trình giao B61-12 tới châu Âu. Mục tiêu của phía Nga hiện chỉ hướng đến kiện toàn vành đai hạt nhân chiến thuật kết nối với các cơ sở lưu trữ hạt nhân mới ở biên giới phía Nam đến Belarus và vùng Kaliningrad nhằm tạo thế cân bằng mới với các bước triển khai hạt nhân tuy dơ cao từ khối NATO nhưng lại đánh khẽ do Mỹ dẫn đầu. Cuộc diễn tập hạt nhân lần này còn góp phần vào siết chặt cả ba vòng vây quanh Ukraine mà Nga đang thúc đẩy một cách tổng lực. Trong đó, vòng vây tầm xa được miêu tả rất đầy đủ trong thông điệp mà Bộ Quốc phòng Nga công bố, bao gồm việc sử dụng hệ thống Iskander tầm bắn 500 km ở lực lượng tên lửa, trong khi lực lượng không quân sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Kinza với các loại đầu đạn đặc biệt. Sự xuất hiện của tên lửa Kinza với tầm bắn hơn 2.000 km khiến cho ngay cả khẩu đội phòng không Patriot của Mỹ trong phạm vi 30 km cũng bị vô hiệu hóa. Phạm vi 30 km nói trên lại trùng hợp với các tính toán nhằm cố định vùng đệm mà quân đội Nga đang cố gắng mở rộng ở khu vực Kharkov ngay lúc này nhằm tạo vòng vây tầm gần cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 10 đến 15 km. Và cuối cùng chính là vòng vây lõi khi Nga đang liên tục tiến hành các hoạt động công kích tính chính danh của chính quyền ông Volodymyr Zelensky vì cho rằng nhiệm kỳ của ông đã chấm dứt theo hiến pháp Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đánh giá rằng các cuộc diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga là một phần trong chiến dịch kiểm soát phản ứng của Điện Kremlin, thường sử dụng vũ khí hạt nhân để gây ảnh hưởng đến phương Tây nhằm thực hiện biện pháp gian đe. ISVK cũng lưu ý rằng các chính sách của Mỹ và phương Tây hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Do đó, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ của Kiev trước các hoạt động tấn công hiện tại của Moscow ở khu vực phía Bắc Kharkov hoặc ở bất kỳ khu vực nào dọc chiến tuyến. Nga là một trong những siêu cường của nền quân sự thế giới với kho vũ khí vô cùng khổng lồ được kế thừa từ khi Liên Xô tan rã. Không dừng lại ở đó, từ thời điểm kể trên, Nga không ngừng sản xuất bổ sung thêm những vũ khí cũ song song với việc nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí mới vô cùng hiện đại. Nhờ vậy, từ khi nước này tiến hành kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đã liên tục chiếm nhiều lợi thế với kho vũ khí vô cùng đồ sộ của mình. Và mới đây, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 50 phút diễn ra tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã thừa nhận Nga sở hữu số lượng cực lớn tên lửa S-300 và đây là lợi thế của nước này trong chiến tranh. Ông Zelensky lưu ý, quân đội Nga có lợi thế rất lớn việc pháo kích vào Kharkov, ném bom hàng ngày là lợi thế rất lớn của quân đội Nga và với việc họ đã tích lũy được 10.000 tên lửa S-300 cũng là lợi thế vô cùng lớn. Ông Zelensky cũng nói thêm rằng trên thế giới có nhiều loại vũ khí thích hợp có khả năng chống lại các cuộc tấn công của Nga, nhưng Ukraine lại không có đủ những vũ khí này. Trước tình thế bất lợi đó, nhiều nước phương Tây và Mỹ đã cung cấp nhiều khí tài quân sự cho Ukraine để chống lại Nga. Tuy cùng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev, nhưng các nước lại khác nhau về quan điểm cho Ukraine sử dụng vũ khí. Nếu mới đây, ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố rằng cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của mình viện trợ tấn công vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp tự vệ chính đáng thì Mỹ lại ngược lại. Chính quyền tổng thống Biden đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga vì lo ngại chiến tranh leo thang bao gồm cả nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Chính phủ của ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây khác thay đổi lập trường nhưng Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Hơn nữa, Pháp và một số nước châu Âu, ngoài việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho phép sử dụng vào mục đích tấn công vào lãnh thổ Nga, thì nước này còn tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội của mình tham chiến trực tiếp trên chiến trường chống lại Nga. Trước tình hình đó, các nước như Mỹ, Đức lo ngại rằng việc triển khai quân ở Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga và kéo theo thế chiến. Ngoại trưởng Hungary Peter Sajidato cũng đã cảnh báo rằng việc triển khai quân của NATO tới vùng chiến sự cuối cùng có thể trông ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh do Mỹ đứng đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nếu quân đội nước ngoài xuất hiện ở khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo chính quyền Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây rằng hành vi liều lĩnh của họ đang đẩy xung đột ở Ukraine đến mức tới hạn và bùng nổ. Hoạt động giám sát được tiến hành trong 14 tháng qua cho thấy hơn 90% các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea và các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Krasnodar được thực hiện bởi lực lượng vũ trang Ukraine sau khi máy bay trinh sát của NATO, thường là của Mỹ, xuất hiện trên bầu trời phía Bắc và phía Đông của Biển Đen ngày càng có nhiều đề xuất từ các chuyên gia về sự cần thiết phải giảm thiểu mức độ đe dọa từ những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Ukraine thực hiện. Một trong những phương án đang được thảo luận tích cực là việc thành lập vùng cấm bay trên không phận biển đen. Giải pháp này được đề xuất liên quan đến mối đe dọa có hệ thống đối với Nga xuất phát từ sự phối hợp hành động của Ukraine và NATO. Tuy nhiên, việc tạo ra vùng cấm bay ngay cả khi nó chỉ nhằm vào máy bay không người lái của NATO được xem là biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho nhiều đối tượng của nền kinh tế Nga, bao gồm cả những nhà máy lọc dầu ở miền nam đất nước. Việc tạo ra một vùng cấm bay ở phía Bắc và phía Đông Biển Đen mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Thứ hai, biện pháp nói trên sẽ tăng cường an ninh cho các cơ sở chiến lược quan trọng của Nga như nhà máy lọc dầu và sân bay quân sự. Nếu việc tạo ra vùng cấm bay gặp phải những trở ngại không thể vượt qua thì có nhiều cách khác để cải thiện tình hình, tăng cường hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, tăng số lượng máy bay chiến đấu tuần tra cũng như sử dụng các phương tiện hiện đại để chống lại máy bay không người lái và tên lửa là bước đi nên cân nhắc. Ngoài ra, cần tích cực làm việc để nâng cao năng lực tình báo và củng cố cơ sở hạ tầng Tất cả các biện pháp này nhằm mục đích giảm thiểu mối đe dọa và đảm bảo an toàn cho các đối tượng chiến lược của Nga. Trước đó, chuyên gia quân sự cũng đã đánh giá về khả năng NATO lập vùng cấm bay ở phía tây Ukraine bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không tại Ba Lan và Romania. Theo đài Sputnik, các nhà lập pháp Đức đã thảo luận về khả năng thiết lập vùng cấm bay trên các khu vực phía tây Ukraine, đánh dấu một diễn biến mới trong các bình luận liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các thành viên trong liên minh cầm quyền của Đức bao gồm Đảng Dân Chủ Tự Do FDP và Đảng Xanh đã đề xuất thành lập một vùng cấm bay kéo dài tới 70 km vào trong lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không được triển khai ở Ba Lan và Rumani. Đề xuất này nhằm giúp gánh vác một phần gánh nặng phòng không của Ukraine cho phép Kiev tập trung bảo vệ tiền tuyến. Các nhà lập pháp Đức trích dẫn việc NATO bắn hạ tên lửa của Iran nhằm vào Israel hồi tháng trước như một tiền lệ. Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Đức đã trích dẫn quyết định của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng liên minh quân sự này sẽ không thực thi vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Theo nhà phân tích chính trị Nga Sergei Politaev, cuộc thảo luận xung quanh khả năng thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine trong bối cảnh quân đội Ukraine đang rơi vào thế yếu trên chiến trường, cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm kiếm các lựa chọn để can dự vào cuộc xung đột. Thật khó để biết được chính xác tổn thất thực sự của Nga và Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Cả hai bên đưa ra thống kê về tổn thất của đối phương, nhưng không xác nhận thiệt hại của chính mình. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên Facebook cho biết, đến nay, Nga đã mất gần 499.000 binh sĩ, gồm thiệt mạng và bị thương. Chỉ trong 24 giờ, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ gục hàng nghìn binh sĩ, phá hủy hàng chục xe chiến đấu bọc thép và xe tăng của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh tuyển quân nhập ngũ mùa xuân thường niên, kêu gọi 150.000 công dân nước này tham gia nghĩa vụ quân sự, theo quy định của nhà nước Nga. Theo xác lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, sắc lệnh tuyển quân nhập ngũ mùa xuân bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thông báo, thời hạn phục vụ của lính nghĩa vụ vào mùa xuân này theo truyền thống là 12 tháng. Mỗi năm, Nga có hai đợt tuyển quân nghĩa vụ vào mùa xuân và mùa thu. Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự mùa thu vào cuối tháng 9 năm ngoái, Nga đã kêu gọi được 130.000 công dân nước này nhập ngũ. Trước đó, trong đợt tuyển nghĩa vụ mùa xuân năm 2023, đã có 147.000 công dân Nga tham gia nhập ngũ. Theo luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, mọi nam công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 sẽ phải phục vụ bắt buộc 12 tháng trong quân đội. Thay đổi so với quy định trước đây là người dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 luật pháp Nga cấm điều động lính nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ tác chiến bên ngoài lãnh thổ. Phó Cục trưởng của Quy động Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Tersimlyansky nhấn mạnh, lính nghĩa vụ sẽ không được gửi đến các điểm triển khai ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia hoặc được điều đi thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhắc đến những khu vực mà Moscow đã tuyên bố sắp nhập bất chấp phản đối của Kiev. Lính nghĩa vụ đã được miễn tham gia lệnh tổng động viên một phần hồi năm 2022 khi Nga huy động hơn 300.000 quân từ lực lượng dự bị để bổ sung cho chiến dịch tại Ukraine. Sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ là một phần của lực lượng dự bị và có khả năng phải ra tiền tuyến nếu được huy động trong tương lai. Ngoài lính nghĩa vụ được gọi nhập ngũ theo diện bắt buộc, Nga vẫn duy trì lực lượng binh sĩ chuyên nghiệp phục vụ quân đội theo diện hợp đồng. Binh sĩ chuyên nghiệp chủ yếu phục vụ tại các đơn vị đặc nhiệm, lực lượng sở hữu vũ khí công nghệ cao cũng như tham chiến ở Ukraine. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại